cùng iFi Channel tìm hiểu tại sao cần phân tích thị trường thật kỹ lưỡng trước khi chạy dự án marketing. Phân tích thị trường là nền tảng cho mọi dự án marketing thành công vì bạn sẽ hiểu rõ thị trường hơn đối thủ rất nhiều. Phân tích thị trường giúp bạn hiểu rõ về quy mô, xu hướng, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng. Xác định được nhóm khách hàng tiềm năng nhất cho sản phẩm, dịch vụ của bạn. Dựa trên phân tích thị trường, bạn có thể lựa chọn chiến lược marketing phù hợp nhất để tiếp cận khách hàng mục tiêu phân tích thị trường giúp bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và điều chỉnh cho phù hợp lợi ích của việc phân tích thị trường kỹ lưỡng như là việc tiết kiệm chi phí tránh lãng phí nguồn lực vào những chiến dịch marketing không hiệu quả nhắm đúng đối tượng khách hàng tiềm năng giúp tăng khả năng bán hàng thành công giúp bạn hiểu rõ thị trường và khách hàng để xây dựng thương hiệu phù hợp giúp bạn đưa ra chiến lược marketing hiệu quả để cạnh tranh với đối thủ các bước phân tích thị trường hiệu quả như sau bước đầu tiên là xác định mục tiêu xác định rõ mục tiêu của dự án marketing để có định hướng cho việc phân tích bước hai là thu thập dữ liệu về thị trường đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu bước ba là phân tích dữ liệu thu thập được để đưa ra kết luận về thị trường dựa trên kết quả phân tích lựa chọn chiến lược marketing phù hợp thực hiện chiến lược marketing và theo dõi hiệu quả phân tích thị trường là bước quan trọng trước khi chạy dự án marketing việc phân tích thị trường kỹ lưỡng sẽ giúp bạn hiểu rõ thị trường. Xác định khách hàng mục tiêu và lựa chọn chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu marketing. Chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký vào nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.